Tình trạng cái đồng hồ này của anh á, hồi xưa đó là nó chạy bình thường, sau khi nó đứng anh đem đi tiệm sửa đó, rồi tiệm nó mới nói là cái tự động nó lên yếu, bên không, rồi sửa về anh chạy nó chập chờn, rồi anh bỏ luôn trong cái tủ này khoảng mười mấy năm rồi anh mới lấy ra, rồi anh thấy cái kênh của em sửa vậy đó, rồi anh mới nhắn tin cho em. À, nó còn tình trạng nó ok, hồi kia nó chạy đàng hoàng, lịch dẫn xe nhảy ok, bây giờ tự động nó là vẫn chạy phào phào. Cách đây khoảng chừng 2 năm anh lấy ra anh gõ tự động một hai là nó chạy á, mà nó chạy trong vòng cái kim nhỏ, nó chạy trong vòng chút xíu là nó sẽ tắt, nó đứng. Giờ em coi coi anh gửi cho em là làm lại ok, ngon lành đàng hoàng hết, miner rồi coi ấy hay kia mà cho anh luôn, khoảng bao nhiêu báo anh gửi cho em ha.